Hàng hot các bác ơi Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng Giới thiệu cho các bác tham khảo Một cái dòng loa súp bát 50 Bên cửa hàng nhà em mới về Đây là cái mẫu mới nhất các bác nhá Nên là em sẽ lên sóng em giới thiệu chi tiết cho các bác luôn Dòng này em về để phục vụ cho các bác làm show sự kiện này Đám cưới mà các bác cần dùng những cái dòng loa súp 50 chất lượng Đánh bền bỉ Để cho các bác về đi làm Ví dụ bác nào đi làm đám cưới này, đánh sự kiện này mà muốn cần yêu cầu độ bền đấy thì các bác chơi cái mẫu này cho em bên em thì tuyển tập những cái nhất là những cái dòng loa súp như này phải tuyển cho các bác những cái hàng tuyển luôn à, chất lượng luôn để cho các bác xài yên tâm luôn các bác nhé nhiều bác đi mua cái loa súp mua đâu đâu ấy, về đánh được hai xô đám cưới nó cháy đấy xong là tiền mất thì tật vẫn mang các bác nhé nên thôi cứ gặp em đi gặp em thì em bao chất lượng cho các bác bây giờ em nói thật các bác cứ phải uy tín đi đứng để lên hàng đầu đã mua rồi các bác đánh bền thì lần sau các bác mới quay lại ok chưa các bác tôi nói dài dòng quá đi vào cái mẫu này đi đây là một cái mẫu mới nhất các bác nhá đấy, em vừa khui thùng này vừa bóc xốp đây này con này con này đấy của nó là bát 50 mươi sô các nhá bác có thấy mới không mới ở đây này bình thường các loa khác xương xương nó màu đen con này này em về hẳn xương màu da cam cho nó nổi bật các bác nhá xương bọc xương xương sơn tĩnh điện các nhá con này xương rất là cứng cáp luôn chịu đòn rất tốt luôn các bạn dòng này các bác lắp lên thùng thì nặng thì các bác phải hai người khênh nhé ví dụ bác nào chưa xúc đơn ấy hoặc xúc kép thì phải hai người khênh được. điểm mới của nó ở đây là các bác này các bác nhìn tê của nó chưa tê nhẵn thín luôn các bác nhé và nó có thể soi gương được này soi gương được các bác nhé đấy ok cho các bác hai bốn sáu cái lỗ tỏa khí tỏa nhiệt con này là t của nó t không dỉ các bác nhé đấy có thấy chưa quá đẹp luôn đây là cái chỗ toát hơi này đấy các bác chiêm ngưỡng đi đấy. Đây cọc chạm của nó các bác nhá. À, con này thì từ của nó nhá. Dòng này thì cho các bác phải dùng cái đẩy công suất lớn này, 1500 W các bác đánh được. Đấy, còn bác nào mà dùng xúc uh, kép thì phải đẩy 2000 W các bác mới đánh được. Ok chứ các bác, con này của nó là đây từ này, nâm châm nhá, nâm châm của nó nâm châm từ 280. Nhưng cái nâm châm của nó sẽ nứt nứt như thế này không này, nứt vòng quanh này các bác này thấy chưa? Đấy, rất xịn sò luôn từ rất dày này các bác này kẹp lỗ bích thép dày cộp này các bác đây này tay em này ngón tay cái này dã man luôn các bác con súp này về đánh giá chất lượng luôn này cái này thì nhập hàng hãng có khác quá đây cọc dây điện đây dây điện bọc từ ngoài vào trong này đấy con này uh, từ 280 côn 125 côn 125 các bác nhớ nhện màu vàng dòng này cho các bác làm súp để đánh uy lực luôn đây, chơi non top đi gì các bác dã dòng này chơi đây con này màng của nó là dưới màng sần các bác nhá. Đấy, màng sần dỗ tổ ong các bác nhá. Còn mặt trên đây các bác ơi, mặt trên đây. Mặt trên của nó là xương nê xô 8 cạnh các bác nhá. Gân vải hai gân con này màng này, màng bóng nhậy luôn, màng chống nước các bác. Nón đen, ok chưa các bác? Thì cái dòng này thì của nó là chữa kháng 8 ôm này. Em cho các bác thông số một vài thông số nhé Công suất khởi chạy từ 500 đến 2500 mắc 2500 W các bác nhá. Độ nhạy 98 dB, giải tần từ 20 Hz đến 4500 Hz. Ok chứ các bác rất là lý tưởng cho các bác làm súp rồi Đấy cái này thì bên em thì mới về hàng Thông báo luôn cho các bác cho nó nóng hổi Anh em thợ nào mà các bác thợ nào đi làm đám cưới uh, Show Xô sự kiện Cái này thì em có bán một cái Đấy, Anh em thợ nào đi lấy số lượng thì hai ba đôi Liên hệ em nha giá rất rẻ Siêu rẻ siêu rẻ luôn các bạn Điện trực tiếp cho em để mua hàng Hoặc các bác có thể kết bạn qua Zalo nhé Hẹn gặp lại các bác ở video phần 2 Video phần 2 Em sẽ lên sóng em em dựng cái mẫu bát này vào cái thùng xúc hơi đơn 50 chẳng hạn để em test. Bác nào muốn theo dõi phần hai thì ấn đăng ký kênh nhá. Thôi anh em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhá. Video này mà hay các bác nhớ ấn like và chia sẻ nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều.